Hôm nay tại khu vực biển Hoàng Sa, nơi phóng viên tuổi trẻ đang tác nghiệp trên tàu cảnh sát biển Việt Nam 8003, sóng đã bắt đầu lớn hơn ngày trước. 7 giờ sáng nay, tàu cảnh sát biển Việt Nam số hiệu 8003 đã nhận lệnh cơ động từ phía Nam Tây Nam, giàn khoan Hải Dương 981 đến vị trí Tây Nam giàn khoan. Và tại đây, lúc 7 giờ 50 phút, tàu cảnh sát biển 8003 phát hiện hai tàu quân sự Trung Quốc cách tàu 8003 khoảng 7 hải lý, cách giàn khoan 15 đến 18 hải lý. Lúc 8 giờ 30 khi tàu cảnh sát biển 8003 cách giàn khoan 9,5 hải lý về phía Tây Nam thì phát hiện có 7 tàu Trung Quốc đang cơ động đến ngăn cản các tàu cảnh sát biển Việt Nam và tàu kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ. Đặc biệt trong đó có một tàu Trung Quốc chỉ cách tàu cảnh sát biển Việt Nam 8003 khoảng 700 mét. Sau đó 10 phút, 4 tàu Trung Quốc số hiệu 3122, 242, 46001 vây ép tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam. Cuộc cản phá kéo dài 25 phút từ 8 giờ 40 đến 9 giờ 5 phút. Trung tá Phan Duy Cường, trợ lý tác chiến Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, ở phía Tây Nam giàn khoan sáng nay có 51 tàu Trung Quốc các loại, trong đó có 2 tàu quân sự xung quanh khu vực giàn khoan. Đặc biệt trước đó trong ngày giàn khoan di chuyển đến vị trí mới, số lượng tàu cá vỏ sắt trọng tải lớn khoảng 200 đến 400 tấn tăng đột biến, chạy xen kẽ với các tàu khác của Trung Quốc ở gần giàn khoan và tạo vòng vây bên ngoài cách khoảng 15 hải lý, khiến các tàu Việt Nam rất khó khăn trong việc tiếp cận giàn khoan để tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc thực thi pháp luật và khó khăn trong việc cơ động, dòng tránh trước sự ép sát cản phá của tàu Trung Quốc. Tuy nhiên, khi giàn khoan đã ổn định tại vị trí mới là phía đông nam đảo Tri Tôn, thì số lượng tàu cá vỏ sắt Trung Quốc giảm dần và đến 10 giờ 30 phút sáng nay, không thấy tàu cá vỏ sắt nào của Trung Quốc ở quanh khu vực giàn khoan.